Chào các bạn, mình tên là Đặng Chi Anh, hiện là học sinh lớp 7A trường trung học cơ sở Pendleton và mình đang sống ở tỉnh Phú Yên. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án vui khó của mình nha. Giờ bắt đầu nè. Dự án của mình có tên là Ai là triệu phú, được lấy ý tưởng từ kênh truyền hình trực tế nổi tiếng cùng tên trên Twitter, đó chính là Ai là triệu phú, giống tên dự án mình. Và ngôn ngữ lập trình mình dùng trong việc lập trình ra dự án này đó chính là Python. Rồi thì kiến thức lập trình mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kiến thức lập trình mình được sử dụng trong cái dự án của mình, bao gồm là list, bao gồm list lên offset, lên class cho cái phần nút, cho cái phần câu hỏi đó, là variable như là biến biến số điểm, biến thời gian với cái biến số câu hỏi và vân vân. Và biến loop if else là để tạo ra những cái kiểm tra những trường hợp logic coi thử có hết câu hỏi chưa là tắt máy, hoặc là tạo ra vòng lặp trong cái trò chơi của mình. Rồi và cuối cùng là chính là global. Lời global cũng là vai trò được dùng trong các hàm, bởi vì có vài hàm khác cũng cần những cái biến nhưng mà phải giống nhau, dùng một biến duy nhất thôi, nên là phải dùng hàm lớn global. Rồi giờ tới cái phần module. Những cái module mà được sử dụng có sẵn trong Python mà mình để thêm về trong dự án mình cho nó tiện lợi hơn, đầu tiên đó chính là bgem, và cũng là module quan trọng nhất giúp trong cái việc tạo ra một cái màn hình trò chơi, rồi cho nó hiện ra cái bảng số điểm, số câu, là đáp án, câu hỏi rồi với cái phần trợ giúp và vân vân. Cái module tiếp theo đó chính là module tab, giúp cho cái việc làm ngừng thời gian lại để mà cho nó kiểm tra hoặc là cho vài trường hợp. Và module random cũng là một trong những module quan trọng giúp trong cái việc làm xáo trộn câu hỏi đáp án, các câu hỏi và các đáp án, để cho lần sau làm nó không bị nhầm lẫn giữa các đáp án câu hỏi nữa, vị trí nó sẽ bị thay đổi. Và module cuối cùng là chính là module sys, cũng module này cũng có giúp ích trong cái việc mà sử dụng lấy và sử dụng các tiệp file âm thanh và ảnh của dự án từ những thư mục vào vị trí khác cho nó gọn. Rồi thì module mà mình có vài module thì mình tự làm ra được sử dụng trong dự án, bao gồm như Ai là triệu phú, viết tắt lại là ALTB, là một cái module giúp đỡ tạo ra một cái menu có menu chính của cái trò chơi. Và module gem start cũng là module một cái tiệp quan trọng nhất trong các module khác, là cốt lõi của chương trình dự án. Cái module gem start này là giúp trong việc kích hoạt bgem với mấy cái module có sẵn trong Python và tự cho nó tạo ra dữ liệu, làm xáo trộn, lấy mấy cái tiệp file từ thư mục khác và tạo ra vòng lặp làm hiện lên đâu. Cái này là cốt lõi. Và module cuối cùng là module menu, là module tạo ra cái menu chính. Khi mà mới mở ra chương trình thì chỉ dùng module menu, chỉ tạo ra cái menu hiện lên. Rồi thì trong quá trình lập trình ấy thì mình cũng đã biết được rằng có một cái bất tiện, một vài cái điểm bất tiện trong cái việc lập trình dự án ấy, như là cái chương trình ấy, cái dự án ấy, thấy mấy cái ảnh, mấy cái tiệp với mấy cái âm thanh ấy nó bị lộn xộn hết, chừng mình muốn chỉnh sửa nó ấy, thì mình sẽ phải tìm, mình phải lục lọi trong mấy cái đống lộn xộn đây, thì nó sẽ rất là khó để mà làm. Thì nên mình đã nghĩ ra một cách về sử dụng module sys, không, mình đã đỡ trong mấy cái tiệp, mấy cái âm thanh và ảnh của chương dự án vào trong từng thư mục
theo từng thứ tự như thế này. Đây có cách vẽ với đáp án đổi trong thư một, ảnh của ở trong thư một và tất cả các âm thanh được đổi trong thư một một cách gọn gàng, và mình có thể dễ dàng tìm được. Và mình để dùng Model Sheet được có thể sử dụng lấy và sử dụng các ảnh tiệp và âm thanh từ thư một vị trí khác đó, nó để làm cho mình biết được cách làm gọn lại để có thể lập trên một cách dễ dàng hơn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu test cho các bạn xem thử chương trình nha. Rồi thì mình để mời chị mình về đỡ và test thử cái chương trình của mình. Ok. Rồi chị và tôi thử nhé. Thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu test thử nha. Đây thì bên đây nó sẽ hiện ra một cái menu, một cái bảng menu có trong đây chị thấy chỉ có hai cái nút đây, start và exit. Chị nhấn nút exit thì ta sẽ thoát, mình nhấn nút start thì ta sẽ bắt đầu. Chị bắt đầu nào. Rồi thì nó sẽ hiện ra một cái menu chính, menu chính của cái trò chơi ai là triệu phú mấy ba chị ăn. Và nút exit cũng giống như cái lúc nãy, nó cũng sẽ quay lại lúc nãy màn hình đây. Và còn bên trái thì nút play để mà bắt đầu trò chơi. Bắt đầu chơi trò chơi. Bấm nút đâu nè. Đây. Cô lấy chị xem câu hỏi. Đây, và chị sẽ thấy. Chị sẽ thấy góc bên trái trên cô mấy, nó sẽ bàn hiển thị số điểm. Còn góc bên phải trên cô mấy, là nó sẽ hiển thị số câu. Số 1 ấy, là nó sẽ số câu hiện tại mình đang làm. Còn mình số 15 mình phải thì nó chỉ là tổng cộng số câu mình phải làm. Rồi còn cái bảng to ở giữa đây ấy, thì nó chỉ là cái câu bảng hiển thị câu hỏi với bốn cái nút dưới là đáp án. Còn ba nút cuối cùng, ba nút ở dưới á, ba nút ở dưới chỉ là những cái nút mà trợ giúp mình trong cái việc mà làm cái đáp án này. Cái nút đầu tiên là nó như thế nào ấy, 50-50. Nút 50-50 là để loại trừ hai phương án sai. Okay. Nút ở giữa là để gọi điện người thân. Okay. 50% là người thân nó nói đáp án đúng, 50% là nó sai. Còn cái phần thẩm thái thì nó chỉ hỏi hai người thẩm thái chỉ nói là đáp án 75% là chỉ nói đúng, 25% nó sai. Rồi. Ok. Giờ chị sẽ cả đáp án. Ok. Cái bản này. Nếu chị làm đúng ấy, là nếu mà chị chọn ấy, nó sẽ đầu tiên nó sẽ chuyển sang màu vàng, và nếu mà nó đúng ấy thì nó sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây như thế này và nó sẽ cộng 10 điểm. Còn nếu như nó mà sai sao, mình chọn sai ấy, chọn câu sai, giờ mình chọn câu sai nó sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây và đổi lại trong ai chịu phúc ấy thì nó sẽ thoát ra luôn. Còn em đã thay đổi lại chút xíu là khi nó sai thì nó qua câu tiếp theo luôn. Nhưng mà mình không được cộng điểm. Thì đúng rồi. Ok, mình sẽ không được cộng 10 điểm. Tiếp theo chị sẽ làm như thế này. Ok, câu C. Rồi. Những người thân. Người thân nói đáp án đó chính là A. Rồi. Ok, sẽ tính người thân vậy của A. Đúng rồi. Đây là tới câu số 8 với số điểm là 60. Ok, vậy mà sai câu này. Câu C. Vậy đúng rồi. Cái này chỉ
nhé cô đề. Chị gọi đang người thông thái. Rồi. Câu D. Người thứ nhất là câu D. Người thông thái thứ hai cũng là câu D. Vậy là chúng ta sẽ chọn câu D. D. Rồi. Rồi, thì chúng ta đã đúng 100 điểm. Còn chúng ta đã đến câu 13, còn 2 câu nữa lên nữa. Ok. Câu này hơi khó. Câu này nghĩa là câu B, tất cả phải đều đúng. Thì chị thấy ấy, khi mà chị làm hết 15 câu ấy, tổng cộng 15 câu thì nó sẽ tắt và nó sẽ hiện lên cái bảng game over này. Nó sẽ nói game over là kết thúc trò chơi và nó sẽ hiển thị số điểm của mình đạt được là 130. Ok. Vậy mình để làm đúng 13 câu, sai 2 câu. Vậy là khi mà bấm nút play again mình sẽ chơi lại từ đầu đúng không? Đúng rồi. Còn nút exit game là mình sẽ quay lại cái bảng menu trước. Đây. Chị muốn thoát ấy, chị nhấn đây, hiểu là nút exit đây. Ok. Ok, giờ chơi là khá thú vị đấy. Nó khá là giống như em mà tôi là chủ phú, ai là chủ phú ở trên VTV. Đối với ý tưởng này được lấy từ ai là chủ phú luôn. Ok, khá là vui đấy. Thì người em sẽ thành công. Chị em chữa chị nha. Ok. Vừa rồi thì mình đã nói hết tất cả thông tin về dự án cứu khó của mình. Thật ra thì mình định thêm vào những một vài tính năng cho cái dự án của mình, như là hệ thống giọng nói ABA giúp trong việc tự động đọc đáp án câu hỏi về các bạn đúng hay sai, để lép cho dự án chim sinh động, hay hệ thống thời gian đếm ngược. Nhưng do thời gian hạn hẹp nên mình không kịp thêm những cái tính năng đó vào dự án. Rồi cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô cũng như là các bạn bi để đồng hành với mình trong suốt khoảng thời gian học lập trình Python trong khóa học CS101. Sau này mình sẽ tạo ra những chương trình hay như là việc học cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mỗi ngày. Rồi thì cảm ơn mọi người để xem thuyết trình của mình, lắng nghe thuyết trình của mình. Bây giờ xin chào và tạm biệt nha.